James Buchanan Duck, Doris Duck và Barbara Hutton là hai thiếu nữ Mỹ nổi danh khắp thế giới. Nhưng ta thừa hỏi, tên tuổi của họ có được báo chí mọi nước nhắc nhở tới nhiều như vậy không, nếu họ không được hưởng gia tài hàng tỷ bạc của ông cha? Do cái gì mà có gia tài kếch xù, nó đã làm cho Doris Duck thành một người kế thừa giàu nhất thế giới? Thưa bạn, do khói thuốc lá. Lịch sử gia tài đó bắt đầu từ hồi nội chiến ở Hoa Kỳ. Hồi đó miền Nam trải qua những ngày ảm đạm vì bị quân đội tàn phá, đồng ruộng cháy khô và bỏ hoang. Cảnh điêu linh thật không tưởng tượng được. Dân chúng phải luộc hột cây lật và hột bông vải để thay cà phê và nấu lá dâu tây thay trà. Nên đất nện của các nhà tranh dính mỡ heo mà người ta cũng lượm lên nấu để ăn vì trong mỡ còn chút muối. Washington Duck, ông nội của thiếu nữ giàu nhất thế giới ngày nay, hồi đó chiến đấu ở Richmond thuộc quyền chỉ huy của Đại tướng Lee, sau bị nhốt trong khám Libby. Sau khi Đại tướng Lee đầu hàng, ông về trại ruộng ở Durham, Bắc Carolina. Chính phủ liên bang phương Nam cho ông một cặp la đuôi già chỉ chờ chết, và ông bán lại phiếu cuốc trái 5 Mỹ Kim cho một người lính theo phương Bắc được nửa Mỹ Kim. Đó, tất cả gia tài của ông chỉ có vậy, 5 cắp, một cặp la đuôi, vài bộ cương và hai đứa con mồ côi mẹ. Quân đội phương Nam cũng như phương Bắc đều tàn phá xứ sở, trong đồng có gì ăn được là những đội lính đói lượm hết, chỉ để lại vài gốc thuốc lá xanh. Cho nên ông và hai người con là Buck và Ben đành đi hái thuốc lá phơi khô, đập sơ sơ thồn vào bao, chở trong một chiếc xe có mui vải, thắng cặp la đuôi vào xe, rồi đi chinh phục thế giới. Và lạ nhất là bọn họ chinh phục được đế quốc thuốc lá, một đế quốc sau này chế ngự khắp địa cầu. Ngồi trong chiếc xe mui vải do la kéo đó, họ tiến về phương Nam, miền mà thuốc lá rất hiếm. Họ đổi thuốc lá lấy mỡ heo và bông vải. Ban đêm họ ngừng xe cắm trại bên lề đường cái, chiên mỡ heo với khoai lang, ăn xong ngủ ngay giữa trời. Như vậy thích hơn là đi hái thuốc lá, cho nên họ quyết định bỏ nghề trồng thuốc lá mà xoay qua nghề bán thuốc hút. Nhưng chẳng bao lâu, họ đụng đầu với một sự cạnh tranh tàn nhẫn. Hàng trăm hãng làm thuốc rời bán cho những người hút ống điếu, mà những hãng đó giàu có, cơ sở vững vàng. James Buchanan Duck, người tạo ra gia tài của họ Duck và là ông thân của cô Doris Duck, hiểu rằng phải làm cái gì mới và làm ngay, nếu không thì nguy. Và ông nảy ra một ý, nó đem cho ông 100 triệu Mỹ Kim. Ông quyết định chế thuốc vấn. Bây giờ chúng ta cho ý đó không có gì đặc biệt, vì mỗi năm dân Mỹ hút tới 125 tỷ điếu thuốc. Nhưng năm 1881, thì đó là một ý cách mạng. Tôi vẫn biết người Nga và người Thổ đã hút thuốc vấn từ mấy đời rồi, và lính Anh đánh trận Crimea về có đem theo thứ thuốc vấn đó. Nhưng ở châu Mỹ tới năm 1867 vẫn chưa có thuốc vấn, mà châu Mỹ là nơi sản xuất thuốc lá cho khắp thế giới. Khi Buck Duck khởi sự thì thuốc lá đều vấn tay. Sau ông chế ra một cái máy làm cho năng suất tăng từ 2.000 rưỡi điếu lên tới 1 triệu điếu mỗi ngày. Chính ông kiếm ra cách gói thành hộp. Bạn nào đã thấy những hộp thuốc Mecca, Gina, Sweet, Caputran hay Turkic, Trophy, chắc còn nhớ kiểu hộp bằng giấy dày có ngăn kéo ra đẩy vô được ấy mà chính ông đã vẽ ra. Nhờ vậy, xí nghiệp của ông phát triển mau, và khi chính phủ hạ thuế thuốc lá xuống thì ông hạ giá bán xuống một nửa, làm thị trường ngập những bao thuốc 5 xu và các nhà cạnh tranh với ông phải nhào hết. Rồi ông đi kiếm những thế giới khác để chinh phục.
năm ông tới New York để lập một xưởng mới. Ông mới 27 tuổi, luôn luôn ông tự nhủ. Rockefeller đã thành công được như vậy nhờ dầu lửa, thì tại sao bán thuốc lá lại không thành công được như ông ấy? Nghĩ vậy, lời được bao nhiêu, ông đập hết vào vốn như Rockefeller. Kiếm được mỗi năm 50.000 Mỹ Kim rồi chứ, mà ông sống trong một phòng hẹp, cơm thì ăn tiệm. Nhưng cái con người mỗi bữa cơm không dám tiêu năm các ấy, lại dám cho đại diệt đi khắp thế giới, ông làm tối tăm mặt mũi ở hãng. Sáng tới sớm, tối về trễ, kiểm soát lại mọi công việc chế tạo, từ khi thuốc lá còn là lá, tới khi thuốc cho vào bao. Khi chết ông có 101 triệu Mỹ Kim, và ông thường đánh cá rằng không có ai làm cho nhiều người thành triệu phú bằng ông. Hồi nhỏ ông chỉ được đi học có 4-5 năm. Có lần ông nói đùa rằng sự học cần cho các giáo sư hay các luật sư chứ có ích lợi gì cho tôi đâu. Trong nghề kinh doanh không cần phải thông minh hơn người. Đây, ông giảng nguyên do tại sao ông thành công. Tôi chép đúng lời ông. Tôi thành công trong công việc làm ăn không phải vì tôi có khiếu hơn phần đông những người không thành công, mà vì tôi đã đem hết sức ra hăng hái làm. Tôi biết nhiều người đã thất bại, mà chắc chắn là họ thông minh hơn tôi, nhưng họ thiếu đức quyết định và kiên nhẫn. Theo tôi, bí quyết lớn của ông là cách ông dùng số lời, ông đập lời vào vốn để làm ăn. Mà đó cũng là bí quyết của John Rockefeller và của tất cả những người đã xây dựng được những gia sản khổng lồ. Dùng vốn của người khác để khoách trương công việc của mình thì không thể nào gây được một gia tài vĩ đại. Muốn gây được một gia tài như vậy thì phải như Duck và Rockefeller, làm chủ xí nghiệp của mình mà vốn thì do mình bỏ ra, rồi mỗi ngày đập thêm lời vào. Quy tắc đó không phải chỉ áp dụng vào những người làm giàu lớn mà thôi đâu. Người thợ bỏ thì giờ dành ra để học thêm thành viên đốc công hay viên kỹ sư thì cũng là hành động như Rockefeller và Duck, chứ khác gì, cũng là gây vốn cả. Điều lạ nhất là bác Duck tự nghĩ không cần phải học nhiều mà lại tặng 40 triệu Mỹ Kim để lập một trường đại học lớn ở Durham, Bắc Carolina. Goodrich Duck là hội viên trong ban quản trị trường đó. Ông ghét quảng cáo và suốt đời chỉ cho người ta phỏng vấn có mỗi một lần. Lần đó phóng viên hỏi ông, thưa ông, cái sự có 1 triệu Mỹ Kim tự nó có phải là một điều thú không? Ông lắc đầu đáp, không, số tiền đó có làm cho tôi vui thích chút nào đâu. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện về James Buchanan Duck trong cuốn 40 gương thành công tại trang www.gươngdoanhnhân.vn. Mời bạn chọn nghe câu chuyện tiếp theo. Xin cảm ơn.